nói nhiều thôi à. Yeah. Cậu hôm bữa con có nghe cái là kinh Kim Cang đó, là cậu có gần về kinh Kim Cang không con? Kim Cang á không phải dễ đâu, có nhân đức mà mới được. Nhân đức mình đọc mới được hay sao con? Dạ. Nhân đức nhân từ lựa người mới được, có cái hậu dữ. Ừ. Chứ sao không phải muốn đọc là đọc là đọc kinh, là nó học máu chết liền. Kinh Kim Cang nó là tác có tác cái dụng làm để cây cối nó chết hết. À. Gà cũng chết được. Ủa là mình đọc hay là sao con? Mình đọc thần chú á. Đọc thần chú kinh Kim Cang hả? Đọc phải khéo. Ừ. Mình có phải có quyền lực mạnh khỏe. Là có cái tâm thiện hay sao con? Có tâm thiện khỏe phấn được. Ừ. Lo cho ba tánh nữa. Ừ. Là được thành tựu tốt đẹp. Dạ. Nói vậy đó nha. Đó. Mà vì nước, vì non, vì xã hội, vì đồng bào. Dạ. Vì đảng của Bác Hồ. Dạ. Cháu Bác Hồ mà. Dạ. Trồng khoai. Đáng lý là tôi trồng khoai đó, là ăn khoai lang đó, là tôi cháu Bác Hồ phải. Ừ. Đó. Vì đảng. Dạ, và là hôm nay là độc lập tự do dân chủ. Chung thì đại khái cái kinh Kim Cang đó thì cậu, vậy là cậu có đọc cái kinh đó chưa con? Tôi không có biết chữ mà tụi nó đọc lại thôi. Ừ. À là hôm bữa tại vì cái cậu kể cái câu chuyện mà đi xuống hang gì con quên rồi, hang chài gầm rồi có cái những cái gì ở trong đoàn của cậu đọc cái kinh Kim Cang. Dạ thì một cái số khán giả cũng bình luận đó. Kim Cang thì rất là tốt, nhưng mà con không hiểu kinh Kim Cang nó ra sao, bởi vì con nhờ cậu với giải thích giùm. Giải thích là cũng như kiểu mình là có cái đức hạnh. Ừ. Chứ không ác, cái thiện chứ không phải cái ác. Ừ. Nó nói vậy á. Dạ. Chứ cái kinh đó là không phải dễ kiếm, bây giờ không mất luôn rồi. Không thấy hả? Không, nó dày gì nè. À, dữ vậy. Bây giờ nó chia ra, kinh Kim Cang chia ra là mất hết sáu rồi. Ừ. Không còn mà nguyên hay chuyện rồi. Như đó. Con nghe là có những cô chú rồi anh chị đó có bình luận là kinh Kim Cang để trừ tà hay là sao đó thì con ma. Thì con không hiểu. Nó hay lắm. Dạ. Đó, thì về cái tâm của mình, tâm linh mình là mạnh khỏe. Ừ. Tốt đẹp chứ không phải mà muốn đọc đó là đọc được đó. Dạ. Khó lắm. Dạ, nói chung thì con cũng mới nghe hôm bữa thì cậu nhắc cái kinh Kim Cang. Dạ. Thì nhắc chi đại khái thôi. Thì con cũng biết sao, thì những cái khán giả coi họ biết đó thì họ có bình luận và nói rất là tốt, bởi vì con mới hỏi kỹ lại cậu. Thì cậu nãy giờ cũng cái nói đâu là về cái kinh sự kinh đó là lịch sử của cái đời là ông Phật Tổ, là với lại ngược lại là các mẹ và các vị Phật Bồ Tát. Yeah. Đó. Còn mà ở trên các vị về Phật Tiên Thánh Phật. Yeah. Đó. Mà khi muốn đọc kinh nó không phải dễ. Yeah. Đó. Chứ không phải muốn mà đọc là đọc. Bây giờ kiếm cái kinh hồi xưa là khó lắm. Kinh Kim Cang không có hả? Bây giờ những kiếm mấy người là hồi xưa. Yeah. Nếu cái kinh đó là cái, nếu mà bình thường là có tác dụng sao cậu? Tác dụng hả? Yeah. Cái đó là cũng như khỏe phấn mà con người mình thôi. Ừ. Với lại mà từ ma đầu ma nó không dám lợi. Ừ. Ý tôi nói vậy thôi. Yeah. Nghe kỹ chứ. Ừ. Chứ không có cái gì hết. Ừ. Đó. Rồi cái bổn phận mình là cũng như sau này là có nhắm mắt cho đi cho chăng nữa về trời. Ừ. Yeah. Yeah. Là nó nhẹ nhàng. Yeah. Thanh sát. Yeah. Ý tôi nói vậy thôi. Ừ. Chứ theo tôi biết như vậy thôi. Yeah. Có còn hoài là những chuyện gì là tôi không biết. Ừ. Tôi nói vậy á. Yeah. Không có nói tầm bậy được nha. Yeah, đúng. Nói tầm bậy là không có đặng được. Ừ. Nó chứ không phải chuyện đơn giản. Yeah. Nói chung đó. Cái kinh Kim Cang đó thì bây giờ là hiếm hay sao cậu? Hiếm lắm. Hiếm. Kiếm mấy người xưa còn á. Yeah. Mấy người tu mà hồi xưa. Ừ. Chứ không bây giờ rồi không có đâu. Dạ, thì cái lý do cậu không có đọc được là lý do cậu giống như mình không có không biết chữ. Mình không biết chữ hay không? Nếu mà tôi biết là tôi đâu có khổ ngồi như vậy đó. Dạ. Đó, tôi thảnh thơi. Là mình đọc được kinh đó là rất là tốt hay sao con? Tốt. Dạ. Nhờ cũng như bao nhiêu người kính mộ mình đó. Ừ. Mình giải thích như những cũng như kiểu mình phát ra là mình cũng như kiểu mình phát ra là
mà mình ngăn đọc ra những chuyện gì của pháp của các ngài vị Phật bị chết. Dạ. Chứ nhờ các mẫu luôn. Dạ. Chứ hồi trước đó, đâu có ai biết mẫu. Dạ. Biết mẹ Quan Âm thôi. Ừ. Mẹ tức quá đi, mẹ ra hữu hình luôn. Dạ. Hữu hình bây giờ mẹ mới vậy mới chuyển sai rồi mẹ tới ngày rồi mẹ lội lên qua mẹ mới xuống dương trần. Yeah. Mẹ xuống dương trần mới cứu các con các cháu. Yeah. Đúng không? Chứ tôi đâu có nói gì tầm bậy. Ừ. Đúng không? Cứu nếu mà mình thiện thai được ha, cái tấm lòng mình được, đừng gian dối, đừng cắp trộm. Yeah. Những chuyện gì phải thì nói, không phải không? Dạ đúng rồi. Đó, cứ nói vậy đó. Ừ. Đó. Nói chung là mình ăn ngay nó thẳng đó ha cậu. Ừ. Đó. Chứ không có giả dối đúng không? Ừ. Không có giả dối. Ừ. Những chuyện gì biết thì nói. Dạ. Không biết thì thôi. Ừ. Theo thì hồi trước á, chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha. Dạ. Chứ theo mà nếu mà trường hợp mà tôi đâu có nắm lực được. Đó, tôi đâu có nắm lực được. Yeah. Sao tại sao người ta giao cho tôi 5,019 người đại quân Linh Căn rồi đó. Tại tôi không biết chữ mà người ta nói tôi nắm lực được. À, là cậu dẫn hồi xưa cậu dẫn nguyên cái phái đoàn là tới mấy năm mà lên núi mà đu dây đó nha, mà té mà rách quần rách áo luôn. À, hồi xưa là mình đi lên núi như con có nghe nói là hồi xưa là rất là cực khổ phải không cậu? Khổ đi, lắm. Mình đi phải mà đu kéo như cột mấy cái dây đó, mình phải đi, mình đu đó, mình phải đi dây có kẹt, đường xá rất là khó đi chứ không phải như bây giờ. Bây giờ đi xe chứ hồi đó đi có cái công, mình đi vậy đó mới có công sức. Mới còn mà đi bây giờ đi xe không có công sức đâu. Chứ bây giờ thì đường xá nó làm lại để đưa bà con đi viếng, nhiều khi người ta có công việc đó, người ta đi trong ngày người ta về được. Còn như mà hồi xưa mà không có đường xá thì mình đi như mấy ngày mình mới về được hả không? Cái đó là mình lên đó là cũng như qua ngày sau đó mình mới về được. Dạ, chứ không có đi xuống trong ngày được ha? Không, không có xuống trong ngày. Còn theo tôi á, tôi đi trong ngày được. Vừa đi vừa chạy luôn. À. Trong ngày đó. Dạ. Rồi xuống tới đây á là tôi xuống tới đây là 2 giờ. 2 giờ khuya? 2 giờ sáng. À, 2 giờ sáng. Ờ, cũng như sáng tới 2 giờ chiều. Dạ. Là tôi vừa đi vừa chạy không. Mà lên trảnh chỉ có 10 phút ngồi pháp đạo với mấy ông sư vậy thôi. À, là mình giao duyên với mấy giao duyên mấy ổng thôi. Dạ. Chứ không có cái gì đó. Dạ. Chứ không có mà nói tầm bậy tầm bạ gì đó. Dạ, thì cậu ở đây là cái người đi núi cũng rất là nhiều hả cậu? Hình như đi giáp hết trơn phải không cậu? Trời ơi, tôi đi giáp hết rồi. Không có chỗ nào chừa chứ ha. Không, dùng miền ngoài tôi còn đi giáp mà chứ đừng nói giờ ở ngoài ở đây. Cậu đi dữ ha nghe. Ờ, đi dữ lắm. Cái chỗ núi gì quên rồi nè. Mà tôi có người ta đi không được mà tôi đi được luôn. Ừ, núi gì cậu? Núi Đèo Văn. Núi Đèo Văn hả? Ờ. Hay là đèo Hải Văn? Đèo Hải Văn. À. Khó đi lắm mà. Dạ. Là mình đi lên. Có mà có hai ba sư ở trển thôi chứ không có ai. Ừ, Đèo Hải Văn hình như con nghe nói là chỗ đó miếu 10 cô đi qua mấy chỗ đó đâu phải không cô? À. Cậu. À. Dạ. Mà không có ai, ít mấy ổng ít có xuống. Ừ. Xuống đó là phải lưu vậy. Ẩn tu chứ đúng không? Ờ, ở trển luôn, ẩn trển luôn. Người mình ăn uống thì sao? Ăn uống thì thí dụ mua mì đồ này kia nọ, cái cột kéo lên. À, cực khổ vậy đó ha. Ờ, cực khổ lắm. Bánh mì mà kêu bánh mì mà giòn mà thành là nguội luôn á. Ừ, là mềm luôn á. Ờ, mềm á, cũng như người ta chắc gì nè, cái người ta chân vậy nè. Dạ. Chân để kêu mà dầu đó. Dạ. Mình trộn á là ăn với ấy chấm với sữa. Dạ, rất là cực. Không sữa thì không sữa thì cái kiểu không sữa thì nước cốt. Dạ, nói chung là những gì tu nhân hồi xưa rất là cực khổ ở trên núi. Ừ. Tại vì ở chảnh thì đường xá khó đi, rồi không có mua đồ này kia được, đại khái thì ở chảnh giống như ẩn rồi, đâu có cần mấy cái sự đề đó hả con. Ừ. Dạ.
Thì có... cậu Út là hồi xưa cũng là một người ở ẩn ở trên núi, nhưng mà vì xuống xuống dưới đời ha cậu. Có để ở làm chủ trì. Ừ, mình làm chủ trì chùa nào? Ở chỗ mỏ cát á. À, trên cái chùa vậy hả? Dốc xuống á, chùa Bổ Minh á. Bổ Minh hả? Ờ. Ủa, là ngay chân chỗ ông cát hay gì con? Ờ, ngay cái ông cát. Dạ dạ cái chùa, dạ dạ đúng đúng rồi. Đó, bây giờ sửa lại đây đó. Ừ, sửa lại tên khác rồi không? Ờ. Tôi nói vậy á, mấy bả chết hết rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi là tôi buồn quá, mấy bả già dành đó, rồi tôi trẻ củi này kia nọ đủ thứ hết á, tới ngày mà với tôi kia tôi đi phiên đó, lận xe này hay xe kia vậy đó, là có bột ngọt đồ này kia, gạo sóc đồ này kia nữa. Ừ. Nãy ta. Ừ, người ta cúng dường cho mình ở trên hay trên chùa ha. Người ta cúng dường người tôi mới trả về. Mướn xe trả về. Ừ. À, ta cúng dường cho mình mới đem mới thuê xe trở về. Ừ. Dạ. Yeah. Đó. Tôi cũng làm đủ thứ hết á. Dạ. Yeah. Mỗi việc á. Trong thời trẻ là mình làm đủ thứ chuyện chứ hay không? Ờ, ở còn mà đi lại tới nhà người ta là coi cái đất người ta rộng, cái mình trồng cái cây gì để cho người ta ăn, người ta nhớ mình hoài. Vậy là cậu xuống đời là khoảng bao lâu rồi cậu Út? Nay là ba mấy năm rồi. Ba mấy năm xuống đời ha. Ừ. Vậy là năm nay cậu nhiêu tuổi con quên đây? Nay là 78 tuổi. À, lúc đó đi cũng càng cũng trẻ ha. Ừ. Dạ. Dữ lắm. Dạ. Đi dắt thái đoàn múa lanh rồi đủ hết á. Dạ. Chỗ, đủ chỗ hết á. Dạ. Long An là của đệ tử của tôi đó. Ừ. Tôi dạy múa lanh. Dạ. Hạng nhất luôn á. Dạ. Khi mà tôi về tới đây tôi còn múa tài thiên nữa mà tôi nhảy mà. Ừ. Sau này là lớn tuổi rồi nhảy không nổi. Dạ. Nhảy không nổi thử rồi mà mặt mày xanh lét. Dạ, chứ phần cậu lớn tuổi rồi mà đâu có sức khỏe đâu còn như ngày xưa. Đâu có nhảy cao được. Dạ đúng. Đâu có phóng được. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi, lớn tuổi mà mình sức khỏe mình đâu phải như hồi trẻ được đâu. Dạ. Dạ. Chứ đâu có cái gì hết. Dạ. Mà bây giờ mấy người ông sư là ở trên núi gặp tôi nể dữ lắm. Dạ. Đó. Đáng lý là tôi ở chùa kêu chùa gì mà mới đó còn không gành. Chùa gì quên rồi, linh gì đó tôi quên mày. Ở núi nào cậu? Hả? Ở núi nào? Ở núi núi Cấm. Chùa Vạn Linh hả? Chùa Vạn Linh. Dạ dạ. Lý mà hồi đó mới cắt á, mà mấy ổng kêu về đó đi, tôi không có chịu. Dạ. Rồi tại vì người ta dành nói đọt lợi này kia nữa, tôi không có chịu thôi, tôi xuống núi đúng mẹ thôi. Dạ. Chứ rồi. Về hành đạo là lúc đó mình đi bán cái số này được bao lâu rồi cậu? Nay là mới có 6 năm rồi. Ừ, rồi lúc trước mình làm gì? Lúc trước đi cứu người. Dạ. Đi cứu người. Dạ. Biết á, người ta biết mình. Dạ, nói chung thì mấy vị lớn tuổi thì biết cậu Út rất là nhiều, nhưng mà mấy cái người... Mấy người mới đây không có biết đâu. Dạ. Mấy người lớn tuổi với biết á, theo biết á, nó nói ủa mà vắng Út đâu mất tiêu luôn, không biết nữa, nó không có thấy nó đi ban lễ hội. Dạ. Rồi coi tôi đi dữ lắm ăn, đi tôi dằn võng không à. À, ngủ giỏng không ha? Ngủ giỏng bụi đời đó. Dạ. Cái kiểu bụi đời hành đạo. Dạ. Rồi thì hả? Thì nãy giờ con cũng cảm ơn cậu. Ừ. Cũng đã thăm sức khỏe của cậu rồi. Thì video của Kỳ sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn quý cô bác, quý anh chị ở những video tiếp theo của Kỳ trên kênh 67 Hành Trình.